Thì các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn xử lý cái điện thoại di động của mình một khi mà cái điện thoại này nó bị rơi vô nước nha. Thì khi mà cái điện thoại các bạn á, nó còn nguồn mà các bạn nước này á, nó chui vào trong cái điện thoại á, thì nó làm cho mấy cái bo mạch bên trong nè các bạn, nó bị chạm chập ha. Thì nước lúc này á, nó dẫn điện thì nó sẽ làm chập mạch bên trong cái điện thoại, nó sẽ làm hư hỏng linh kiện luôn nha các bạn. Thì ở đây sẽ có hai cái yếu tố quan trọng để mà nó ảnh hưởng đến cái điện thoại các bạn khi mà bị vô nước á, nó còn sống hay chết ha. Mình liệt kê hai cái yếu tố quan trọng. Cái thứ nhất á là khi mà bị vô nước á, là nó vô ít hay vô nhiều. Như vô ít á là như các bạn dính nước mưa nè, hoặc là các bạn để vô cái khăn gì á nó thấm nước như thế này, nước nói chung nó chảy bên mặt bên ngoài thôi chứ nó không có vô sâu bên trong cái mainboard điện thoại. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nước nó nhiều hay ít ha. Còn vấn đề thứ hai á, đối với những cái dòng máy mà cái này đó là máy cỏ thôi nha các bạn. Còn đối với dòng máy mà smartphone bây giờ hiện tại như mấy cái máy iPhone á, hoặc là mấy Samsung hoặc là Nokia gì á, nó sẽ có cái tiêu chuẩn kháng nước nha các bạn. Là tiêu chuẩn của nó là IP67, IP68. Thì tùy theo cái nhà sản xuất, người ta sản xuất ra cái dòng điện thoại đó, nó có cái tính năng mà kháng nước không nha các bạn. Thì các bạn cứ lưu ý cho mình. Đối với những điện thoại mà có cái trang bị cái tiêu chuẩn này á, IP67, IP68 á, thì khi mà nó bị các điện thoại mà nó bị rơi vô nước đó các bạn có thể yên tâm một phần nào ha. Tùy cái tính năng á, người ta, cái nhà sản xuất người ta đã chứng minh được rồi, nên người ta đã bán ra ngoài thị trường á, thì người ta cũng đã thử nghiệm hết rồi, thì các bạn cứ yên tâm ha. Đối với những trường hợp mà cái smartphone nó mà có cái tiêu chuẩn chống nước này á, thì cái đơn giản khi mà nó bị rơi xuống nước á, các bạn lấy lên rồi các bạn lau khô lại nha, lau khô đó, xong rồi các bạn bỏ vô cái gạo á các bạn, ở nhà các bạn có gạo á, các bạn cũng bỏ vô để cho nó hút ẩm nha, các bạn không cần phải bung máy ra. Và đối với những cái trường hợp mà máy vô nước ít nè, hoặc là cái điện thoại mà có chức năng chống nước á, cái tiêu chuẩn IP67, IP68 á, thì các bạn làm theo cách này ha. Còn cái yếu tố quan trọng nữa để cứu sống cái điện thoại khi mà cái điện thoại bị vô nước á, là cái thời gian mà để xử lý từ khi cái điện thoại nó bị vô nước càng ngắn á, thì cái khả năng mà phục hồi hoặc là cái khả năng phục hồi như ban đầu á càng cao nha các bạn. Là nói chung á là nó không bị chập mạch hoặc là nó không bị hư IC bên trong ha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thời gian mà như cái điện thoại này nè các bạn bị rơi vô nước, thì thời gian mà các bạn lấy lên á, lấy ra càng nhanh, rồi các bạn sao thoát, các bạn tháo mainboard ra, các bạn xử lý bề ngoài, mặt bên ngoài, rồi xử lý mainboard bên trong á, cho nước nó không bị dẫn điện bên trong, mà không bị thấm nước bên trong á, nó càng rút ngắn thời gian càng nhiều, càng nhanh á, càng ngắn lại á, thì cái khả năng mà cái điện thoại của mình nó phục hồi lại như tình trạng ban đầu, như là chưa bị rơi nước á, là ok nha các bạn, nó là gọi lên nguồn ha. Thì ở đây là hai cái yếu tố quan trọng, cực kỳ quan trọng để mà cứu sống cái điện thoại của bạn khi mà các bạn bị rơi nước nha các bạn. Rồi, cái vấn đề tiếp theo á là cái cách mà các bạn xử lý, các bạn thực hiện khi mà cái điện thoại của mình bị vô nước. Thứ nhất á, mình nói về cái máy cỏ nha các bạn. Nè, máy cỏ, máy cùi bắp á. Là tất nhiên những cái máy này á, người ta không bao giờ trang bị cái tiêu chuẩn chống nước như IP67, IP68 rồi. Tại vì cái này giá trị thấp á, nên người ta không có làm, với không phải là dòng điện thoại cao cấp á. Thì cái bước tiến hành á, thứ nhất á, khi mà các bạn còn bị vô nước á, thì các bạn tiến hành tháo pin ra cho mình nha. Là cách ly cái pin ra khỏi điện thoại. Đồng thời các bạn phải lau khô bên ngoài nè, dùng một cái dẻ sạch để lau khô. Cái bước thứ hai là các bạn tháo mainboard nè, màn hình ra kiểm tra. Tại vì một cái điện thoại á, cái cấu hình như vậy á, nó có hai cái phần quan trọng. Một là cái mainboard, hai là cái màn hình. Rồi, ở đây mình sẽ giả sử nha các bạn. Đây là một cái mainboard điện thoại nha các bạn.
cái này như một cái trái tim chính của nó luôn, là cái một cái điện thoại muốn hoạt động á là cần phải có một cái mainboard. Còn cái cần để mà hiển thị thông tin và giao tiếp với người sử dụng á thì người ta sẽ cần một cái điện thoại, cái màn hình. Thì hai cái linh kiện này á, là cái màn hình với cái mainboard á, là hai linh kiện quan trọng nhất của một cái điện thoại. Đồng thời là cái linh kiện nó mắc nhất luôn nha các bạn. Thì một số màn hình á thì nó có giá thành mắc ngang ngửa bằng một cái mainboard khi mà các bạn thay mới. Thì nói chung là khi mà cái trường hợp mà đối với trường hợp mà cái máy nó bị vô nước á thì các bạn kiểm tra thứ nhất cho mình là một nhất thứ đầu tiên là cái mainboard cho cái máy nó hoạt động ổn hay không. Từ trong đây nó sẽ chiếu cái data, cái dữ liệu của mình như cái danh bạ nè, rồi hình ảnh nè, rồi mấy cái email gì đó. Thì thứ nhất các bạn, quan trọng nhất các bạn cứu sống cái mainboard trước, kiểm tra cái mainboard trước cho mình. Cái thứ hai, vấn đề thứ hai là các bạn kiểm tra tiếp theo là cái màn hình ha. Thì đây là hai cái linh kiện chính quan trọng nhất của một cái mainboard điện thoại mà các bạn bắt buộc phải xử lý đầu tiên khi mà cái điện thoại của bạn bị rơi nước. Nè, sau khi các bạn lau khô bên ngoài, các bạn tháo cái mainboard ra kiểm tra màn hình luôn. Và trường hợp mà nó vô nước ít á thì các bạn quay lại mục tiêu đầu tiên, là nó vô nước ít là cái nghĩa là nước á, nó không vô mấy cái linh kiện ở đây nè, hoặc là chỉ nó thấm qua bên ngoài thôi á, thì các bạn có thể lau khô được nha, hoặc là sấy khô lại. Còn trường hợp á mà cái linh kiện này các bạn nó đi vô nước nhiều quá thì các bạn phải sấy khô và đồng thời hút ẩm nha các bạn, mấy cái mainboard LCD nha các bạn, bằng các bạn dùng cái máy sấy tóc hoặc là cái gạo hút ẩm đó, các bạn sấy bằng cái máy sấy tóc nha các bạn, cho nó khô, nó nóng hơi nóng quá nó ấy, cho nước nó bốc hơi lên. Hoặc là các bạn bỏ cái mainboard này vô gạo nè các bạn, cái mainboard màn hình nè các bạn bỏ vô cái thùng gạo á, rồi các bạn phủ đầy lên cái mainboard này, rồi các bạn để cho nó gạo nó có chức năng hút ẩm nha các bạn. Rồi, đối với những cái máy mà nó trang bị cái tiêu chuẩn IP chống nước á các bạn, IP67, IP68 á, thì các bạn cứ yên tâm ha. Ngoài ra cái dòng smartphone bây giờ nó sẽ có cái linh kiện á, linh kiện chính của nó như nè, như con CPU nè, CPU Blast là một cái con ổ cứng trong cái điện thoại di động á, là IC Wi-Fi, là tất cả cái linh kiện đó nó đều ổ keo nha các bạn. Cái keo nè, cái keo nó phủ bên trong để nó, thứ nhất là nó giữ khi mà trường hợp á cái điện thoại các bạn bị rơi xuống đất á, rơi vỡ là cái linh kiện bên trong nó không bị chấn động nha các bạn. Thì keo nó giữ chặt rồi, nó là nó không bị bung chân hay là hở chân nha các bạn. Còn cái thứ hai, trường hợp mà bị vô nước á, là cái mấy cái keo này nó phủ bên ngoài các bạn, nó không cho nước nó chui vô, là nó cũng kháng nước một phần nào nha các bạn. Còn đối với những cái mainboard bình thường á, là IC nó không bị đổ keo á, thì nước á, khi mà nước nó nhiễu ở đây á thì tất nhiên là nó bị oxy hóa, nó bị ra ten bên trong nha các bạn. Nên nó, cái tình trạng mà hư hỏng á, nó sẽ nhiều hơn so với những cái trường hợp mà cái linh kiện mà được đổ keo. Giống như cái mấy cái iPhone nha các bạn, toàn bộ nó như IC Wi-Fi nè, hoặc là mấy cái con ổ cứng, hoặc là cái IC 2 tầng á, nó đều là đổ keo hết nha các bạn. Thì không chỉ riêng về mấy cái dòng bên iPhone, mà cái mấy cái máy smartphone như Samsung á, nhất là Samsung thì trước giờ xưa giờ nó đều đổ keo nha các bạn. Samsung hoặc là mấy cái máy Nokia hay là Apple á, nó đều, nói chung hoàn toàn đều đổ keo hết ha. Để nó, tại vì cái tiêu chuẩn kháng nước của nó sẽ đổ keo cho mấy cái IC như thế này, để nước nó chịu khi nó ấy, nó không lọt qua vô được mấy chân của IC nha các bạn. Thì tiếp đây mình sẽ demo cho các bạn thấy khi mà các bạn, cái cách mà các bạn để xử lý khi mà trường hợp mà một cái máy mà các bạn bị rơi vô nước nha các bạn. Rồi, ở đây á, mình sẽ có một cái ly nước ha. Rồi, cái điện thoại của mình á, con điện thoại này nó còn lên nguồn nha các bạn, ok hết nha. Rồi mình sẽ điện thoại này lên nguồn, mình sẽ thả trực tiếp vô cái thùng nước này nè, cái ly nước này, coi tình hình nó như thế nào nha các bạn. Rồi, mình thả phía trên đây luôn nha, cho cái màn hình nó xuống nha. Còn cái, tại vì khi mà các bạn thả vô nước á, nó tất nhiên là nó không chụp mạch liền đâu, mình mất xu với các bạn luôn.
là sẽ có một cái thời gian trả, cái độ trả thời gian. Nói chung các bạn ngâm nước càng lâu á thì nó mới phát sinh thôi, chứ còn ngâm nước mà các bạn kéo rút ra liền á thì các bạn phải lưu ý cho mình là mình nói về cái thời gian các bạn. Ở đây nè, cái thời gian mà để xử lý khi mà từ khi cái điện thoại bị vô nước á, nó càng ngắn thì cái khả năng phục hồi nó càng cao nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ thả cái điện thoại vô nước nha. Rồi các bạn không, mình đã ngâm nước rồi nha các bạn. Đây, khi mà ngâm nước á các bạn nhớ nó không tắt nguồn liền đâu, nhưng mà các bạn phải nhanh chóng các bạn tháo ra. Đây nè, thứ nhất là các bạn tháo mainboard ra. Rồi các bạn đừng có khởi động nguồn, đừng có bật nút nguồn gì nha các bạn. Cái này giữ nguyên cho mình, rồi các bạn tháo pin ra cho mình. Đây, mình sẽ tháo pin ra nha các bạn. Rồi các bạn cách ly, tháo pin cái cục pin ra trước cho mình. Rồi các bạn dùng một cái khăn nha. Ở đây mình sẽ dùng một cái khăn các bạn, mình lau khô. Nói chung các bạn làm từng bước thôi, các bạn cứ bình tĩnh làm từng bước, không có cần gì phải vội đó. Các bạn lau khô bên ngoài, lau khô cái điện thoại nè bên ngoài cho mình ha. Tại vì mình khi mà các bạn nó bị vô nước á thì các bạn xử lý càng sớm á thì cái khả năng nó phục hồi càng nhanh nha các bạn. Tại vì nó vô nước á nó không chập mạch liền đâu, mất xu với các bạn luôn. Thì đã một thời gian sau á, nước nó ngấm vô linh kiện á nó mới hư hỏng rồi nha các bạn. Chứ còn bình thường mà các bạn lấy ra nhanh á là các bạn cái khả năng mà cứu sống nó rất nhanh ha. Rồi sau khi các bạn mà lau khô cái điện thoại á như thế này, rồi các bạn cũng khoan bật nguồn nha các bạn. Rồi các bạn mới, trường hợp mà cái trường hợp này nó vô nước nhiều nha các bạn, nó ngâm vô nước á thì các bạn phải tháo mainboard ra các bạn kiểm tra cho mình. Chứ các bạn không thở, các bạn cấm lấy cái pin á, các bạn lau cũng lau khô pin luôn nha. Trường hợp này á các bạn không được lấy lau khô rồi các bạn cứ lấy cái pin vô các bạn cắm vô, nó sẽ gây ra chập mạch trong mainboard nha các bạn. Nên các bạn tuyệt đối cho an toàn cho mình trước. Các bạn cứ lau khô sạch pin thân máy nè, rồi các bạn cứ tiến hành tháo cái điện thoại ra, không có bật nguồn lên nha các bạn. Tuyệt đối là cách ly nguồn cho mình. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành mình tháo bung máy nha các bạn. Các bạn nhớ xử lý á, là không để nước nó vô vào cái mainboard này nha các bạn. Tại vì nước nó dẫn điện á, nó sẽ làm chập mạch các mức điện áp á, nó sẽ làm chập, nó hư linh kiện nha các bạn. Nên tuyệt đối là các bạn phải làm sạch khô hết chơi trước cho mình. Ở đây mình sẽ tháo buông máy ra nha. Đối với những cái máy mà nó dùng ốc 4 cạnh đó các bạn, thì các bạn dùng cái vít ba ke cho mình ha. Còn đối với những máy như máy Nokia thì nó sẽ dùng cái vít T5 và T6 thì các bạn mở buông ra cho mình. Rồi, tiếp theo đây á, các bạn thấy trong này còn vẫn còn nước nha các bạn. Nước từ mình lau khô bên ngoài chưa hết. Đồng thời các bạn xác định là cái lấy giấy quỳ các bạn. Cái giấy quỳ này đã, khi mà nước vô nó sẽ đổi màu, bình thường nó màu trắng, khi mà các bạn có nước vô nó sẽ đổi màu thành màu đỏ nha các bạn, là chứng tỏ là cái máy này nó bị vô nước ha. Rồi mình mở ra vẫn còn nước nha các bạn, nước nó vô rất nhiều nha. Nói chung là các bạn cứ bình tĩnh, các bạn làm thử lý thôi, chứ các bạn không nên mà các bạn đỡ lâu, thật quá lâu nha các bạn. Đỡ lâu nó càng đỡ lâu nó càng hư nhiều ha. Đây các bạn nhìn thấy không, nước nó vô toàn bộ cái máy luôn nha các bạn. Thế nào, những cái trường hợp mà vô nước vậy á, các bạn cũng dùng lẹ dẻ nha, các bạn lau khô sơ bộ cho mình thôi, các bạn thấm đều, các bạn lau cho nó khô sạch bo. Nói chung hút càng nước như ra càng nhiều cái men bo càng tốt ha. Rồi sau đó tiếp tục á, mình sẽ tháo tiếp cái men bo ra nha các bạn. Ở đây nè, nó sẽ có hai phần, phần men bo với phần màn hình LCD ha. Đây là phần cover foam của nó, các bạn thấy không, nước nó vô nè. Thì những trường hợp này sau khi ấy là các bạn phải sấy khô luôn nha các bạn, cho nước nó bốc hơi lên hết luôn nha. Nói chung các bạn sấy khô toàn bộ điện thoại luôn, trường hợp mà rơi vô nước nặng á. Rồi các bạn thấy không,
Rồi, đây là giấy quỳ nha các bạn. Cái màu giấy quỳ nó đổi màu á, à, giấy quỳ khi mà nước vô nó chuyển từ màu trắng sang màu đỏ. Rồi đối với những cái trường hợp này á, nếu mà có mấy các bạn mà còn bảo hành á, là mấy vô trung tâm á, thì nó sẽ từ chối bảo hành nha các bạn. Tại vì nó nói là cái giấy quỳ á, nó đổi màu là cái máy có các bạn vô nước rồi nên nó từ chối bảo hành ha. Nên các bạn mà muốn bảo hành nó thì các bạn nên tháo cái phần giấy quỳ này ra nha các bạn. Rồi, tiếp đây các bạn cứ lau ha. Lau khô toàn bộ cho nó sạch sẽ phía trước phía sau. Rồi tiếp theo đây á các bạn, đối với những cái socket á, đây là socket gà nha các bạn. Còn những cái mainboard mà có socket gắn á, thì các bạn cũng tháo ra, cũng tách rời ra cho mình ha. Rồi, đối với mấy máy này á, mình sẽ dùng một cái lưỡi lam nha các bạn. Tại vì mỗi cái máy á, nó có cái cách gắn màn hình khác nhau á. Thì đối với máy này á, máy cỏ thì mình sẽ lấy, các bạn thấy không, nó cũng cần đọc nước nè các bạn, đọc nước trên màn hình ha. Thì những cái bước như thế này thì các bạn cứ lau, cứ lấy bình tĩnh, các bạn lấy cái dẻ các bạn lau khô, lau sơ cho mình thôi. Nói chung các bạn không gì phải vội hết á. Màn hình luôn nha các bạn, màn hình đã vô nước nè, mình lau luôn ha. Đối với màn hình này các bạn phải nhẹ tay nha các bạn. Các bạn đừng có làm mạnh tay quá, mạnh tay quá nó cấn nó bở là hư cái màn hình luôn nha các bạn. Nên các bạn nói chung đối với cái màn hình đó, nó mỏng manh, nó dễ bở, nên các bạn cứ nhẹ tay làm từ từ thôi. Rồi sau khi vệ sinh màn hình đó xong rồi các bạn nhìn thấy không, nó khá ổn nha các bạn. Rồi, phần màn hình đã xong thì mình tiếp theo đó, mình sẽ xử lý cái mainboard này. Mainboard này các bạn nhìn thấy không, các bạn lau khô xong rồi thì các bạn kiểm tra cho mình á, ở đây là cái seal nha các bạn. Cái seal của mình là gì, là cái lồng che để che những cái khu vực mà quan trọng như cái phần sóng á, trung tầng hay công suất, hoặc là những cái phần mà như baseband, CPU, như CPU là lát nè hay ổ cứng á, nó đều có mấy cái seal che này hết nha các bạn, để nó bảo vệ cái linh kiện quan trọng bên trong thôi. Thì trong video trên kênh của mình á, cái seal của mình á sẽ có hai loại nha các bạn. Một á là nó sẽ hàn trực tiếp trên bo luôn, nó hàn các bạn, nó không có gài ha. Thì các bạn muốn tháo ra, một là các bạn lấy kềm cắt, các bạn cắt đường viền này. Hai là các bạn phải dùng khò, các bạn dùng cái máy khò á, các bạn lấy khò ra, các bạn bẫy ra cái seal này ra nha. Còn trường hợp á mà đối với những cái seal mà nó gài như vậy á, các bạn nhìn thấy bên hông nè, đây đã có mấy chấm chấm nè các bạn. Các bạn để ý cho mình nha, chấm như nói chung toàn bộ cái máy như máy Samsung á, iPhone hay là bất kỳ cái máy nào á, đối với socket dài á là cái nó, các bạn nhìn thân nè, nó sẽ có mấy cái chấm này nè. Thì các bạn đây là những cái siêu gài, thì các bạn lấy các bạn nảy ra bẫy ra hết luôn nha các bạn. Trong bên bo của mình nó có bao nhiêu cái siêu này á thì các bạn bẫy ra hết. Rồi các bạn kiểm tra coi nước nó có vô bên trong nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn thấy không? Dạ. Yeah. Cái main board này á, cái linh kiện chính của nó là CPU lát nè, là nó được đổ keo hết nha các bạn, để các bạn yên tâm một phần nào nha. Rồi nếu mà trường hợp mà cái này á các bạn thấy mà nó còn dính nước á, là các bạn phải sấy khô nha các bạn. Các bạn dùng một cái máy sấy tóc cho mình, hoặc là không có thì các bạn có thể dùng hũ gạo nha các bạn. Ở đây mình sẽ miêu tả cho các bạn hai cách luôn nha. Rồi cái bước này á, mình sẽ dùng một cái máy sấy tóc nha các bạn. Rồi các bạn cứ bật nguồn lên rồi các bạn sấy nha các bạn. Đây, bật cái mức 1 cũng được, mức 1, mức 2 cũng được, rồi bạn sấy. Sấy cho hơi nóng á, nó cái hơi nóng ở đây nè, nó có làm cho nước nó bay hơi nha các bạn. Các bạn sấy càng kỹ càng tốt nha các bạn. Mà các bạn đừng để nóng quá nha, vừa vừa thôi để cho luôn. Các bạn để ý nước nó bay hơi coi. Tất cả mấy socket này như thế này á, hoặc là nếu trường hợp một cái camera, các bạn tháo ra camera luôn nha các bạn. Các bạn tháo ra các bạn cũng sấy như vậy.
Rồi, men bo khi mà các bạn xấy xong á, các bạn nhìn thấy sờ nó ấm ấm là ok, không còn đọng nước lại trên bất kỳ trên cái men bo mấy cái socket nha nha các bạn. Và màn hình của các bạn cũng tương tự như vậy, màn hình để các bạn an toàn thì các bạn cứ xấy sơ cho mình. Đối với những cái socket như vậy nè, coi nước có đọng còn đọng lại không, các bạn cứ xấy sơ ha, đừng để nước nó vô cái miếng phân quang này nha các bạn. Các bạn cứ xấy sơ. Rồi pin đó các bạn, đây nè, đối với miếng cục pin á nó còn nguy hiểm hơn nha các bạn, tại vì bên trong á nó có mạch bảo vệ, nhưng các bạn nhìn cái tiếp xúc pin không, chưa gì á nước đã thấm vô đây rồi các bạn, nó bị oxy hóa nó tan liền, thì các bạn tất nhiên là các bạn phải lau thật kỹ thật khô cho mình. Pin này khác cũng khá quan trọng nha các bạn, nhưng mà nó không bằng cái pin, tại vì pin các bạn có thể ra ngoài, nếu trường hợp pin hư quá thì các bạn ra ngoài mua thôi. Còn trường hợp mà cái man bo với cái điện thoại, cái man nè, man bo nè với cái màn hình đó là hai đơn chuyện rất quan trọng, và giá thành nó cao hơn nhiều so với cái pin này nha các bạn. Các bạn lau khô nè, lau khô sau đó là các bạn dùng cái máy sấy tóc, các bạn sấy sơ cũng sấy hết ra rồi, sấy cái má ngoài, tại vì cái bên trong này không có gì đâu, bên ngoài nó không có gì, nhưng mà chú ý là mấy cái phần tiếp xúc này các bạn, sấy hết cho mình, sấy khô sấy cho nóng lại nha các bạn. Mình sẽ dùng hơi nóng, mình sẽ làm cho nước nó bốc hơi lên nha các bạn. Nói chung các bạn sấy kỹ càng tốt, càng nhiều càng tốt nha. Rồi các bạn thấy không? Sau khi mình sấy kỹ các bạn, nói chung là nó cũng khắc phục được phần nào rồi. Rồi tiếp sau đây á, để mà các bạn muốn an tâm hơn nữa thì các bạn cứ lấy cho mình một ít gạo nha. Đây là gạo trong nhà nha các bạn, thì các bạn cứ lấy rồi các bạn phủ lên. Mình giả sử nha, trường mà các bạn muốn an tâm hơn, trường mà các bạn nhà các bạn mà không có cái máy sấy tóc này á, thì các bạn dùng gạo các bạn hút ẩm cho mình để càng lâu càng tốt nha các bạn. Nè các bạn nhét vô, bỏ vô sâu á, các bạn phủ gạo lên. Cái màn hình với cục pin cũng tương tự nha các bạn. Các bạn cứ bỏ vô hết, các bạn phủ lên, rồi để một mấy tiếng á, cho nó gạo á, nó hút ẩm nha các bạn, là được ha. Rồi mấy tiếng sau á, thì các bạn cứ lấy cái men bo ra nha các bạn. Thì gạo của mình á, ở đây nó sẽ hút hết phần hơi ẩm rồi, của nước rồi, thì các bạn lấy ra. Các bạn đập sơ nha các bạn, cho gạo nó đừng bám vô đây ha. Thì gạo có chức năng hút ẩm. Rồi các bạn lấy cái màn hình ra cho mình luôn. Đây là màn hình. Rồi cục pin cũng tương tự luôn nha các bạn. Các bạn lấy pin ra cho mình. Mà các bạn thấy không? Cái tiếp xúc pin đó nó cũng đỏ rồi nha các bạn. Nói chung là khô cái tiếp xúc pin là, tại vì cái mấy tiếp xúc pin là cái mạch bảo vệ của nó, bên trong là nó có mạch bảo vệ, nên các bạn lấy ra hết. Như vậy á đã xong rồi nha các bạn. Thì đối với những bạn nào á mà các bạn là người sử dụng mà các bạn không phải là cái dân kỹ thuật, thì các bạn cứ ráp vô khi mà các bạn đã xong rồi á, các bạn muốn an tâm thì các bạn ra nhờ một ai đó để mà dùng cái bộ cấp nguồn nè, các bạn kiểm tra dòng coi nó có ăn dòng không nha các bạn. Sau khi các bạn tháo ra như vậy á, các bạn gắn lại seal cho mình nha. Mấy cái seal mà hôm nãy mình tháo ra luôn á, các bạn tháo ra, các bạn gắn vô lại, bóp lại nha các bạn. Thì cái bo mình lúc này á không còn dính nước trong á, là các bạn đã đảm bảo rồi nha. Rồi các bạn kiểm tra lại mấy cái socket nè, nhất là socket gắn màn hình nè, socket dài là socket ấn á, thì các bạn ạ, mấy cái socket màn hình đó các bạn, cái chân của cái màn hình á, các bạn phải
kiểm tra nha, không, nó không bị oxy hóa raten. Đó là trường hợp mà nó bị oxy hóa raten á, các bạn phải dùng xăng nha, cái xăng rửa bo á, các bạn vệ sinh lại cho mình, các bạn dùng bông gòn, các bạn quấn, các bạn rửa vệ sinh lại cho tiếp xúc này nó sạch sẽ nha các bạn. Nói chung á là các bạn xử lý càng sớm càng tốt, là cái khả năng phục hồi cái điện thoại khi mà các bạn vô nước á là rất nhanh nha các bạn, nó y như ban đầu á, các bạn để càng lâu á nó mới mệt thôi. Rồi mình đã gắn lại vô cái màn hình, mình thử bật nguồn lên nha các bạn, coi cái tình hình này, cái điện thoại này còn sống sót không nha. Ở mình ở đây mình lưu ý với các bạn nha, trường hợp cái mấy những cái máy cỏ vậy á, mấy như cái sườn nè, đây là cái sườn máy nha, hoặc là cái mặt trước máy, mặt kính á, hoặc là những cái nắp pin đó các bạn, trường hợp động nước vậy á, cầu cái cầu động nước thì các bạn đem ra ngoài nắng á, trời nắng á, các bạn đem ra phơi hết nha, phơi cho nó khô nó bay bay hơi nha các bạn. Không có thì các bạn cũng lấy cái máy sấy tóc sấy cho mình. Nếu mà trường hợp các bạn nhà cái máy sấy tóc, các bạn sấy hết, sấy khô hết cho mình sạch sẽ, nó cũng không còn dính nước nha các bạn. Toàn bộ trong đây nè, nó không còn dính nước nha. Còn không có, các bạn cứ đem ra, các bạn đem ra ngoài trời nắng ấy, các bạn phơi nắng một xíu là các bạn, nắng sẽ giúp nước này nó bay hơi hết nè, các bạn đem vô. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình thử test thử nha các bạn. Trường hợp mà các bạn không phải là thợ thì các bạn cứ gắn vô thử nha. Ở nhà các bạn không phải thiết bị đo, nhất là mấy bạn nữ á, thì các bạn cứ sau khi các bạn vệ sinh xong á, các bạn cứ gắn vô, các bạn bật nguồn lên, khô hết nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ nói về cái trường hợp mà nếu mà các bạn bấm nguồn lên á, nó sẽ không lên nguồn nha các bạn. Đây trường hợp mà sau khi vệ sinh xong, cái khi mà các bạn hút ẩm xong á mà không lên nguồn, các bạn cứ bình tĩnh cho mình, các bạn đừng có lo lắng gì hết. Thứ nhất các bạn kiểm tra cái chấu pin nè, chấu pin tụi nó dễ bị hư nha các bạn. Mấy cái phần quan trọng á là cái mainboard của các bạn á, mainboard nè với cái màn hình á, là các bạn sẽ xử lý xong rồi các bạn cứ yên tâm một phần nào cho mình nha. Rồi các bạn kiểm tra những cái tiếp xúc pin nè, hoặc là những cái cục pin nhá, nó có dơ hay không. Nếu dơ các bạn dùng cái cây, cái mũi nhíp á, các bạn cạo lại cho mình nha, cho sạch sẽ lại, nó không sợ, nó không ăn các bạn, nó bị oxy hóa nó không ăn ha. Bạn cạo cái chân cho nó lòi ra cái chân dương cái âm á. Rồi các bạn đo lại cái điện áp trên pin ha, các bạn lấy một cái đồng hồ, đây mình dùng đồng hồ số ha các bạn, còn đo cái điện áp khoảng chỉnh cái thang đo khoảng 20V. Rồi các bạn đo cái điện áp coi cái pin này có xả điện hay nó còn pin hay không. Các bạn thấy không, cái điện áp của mình á, bị cái pin nó bị xả nha các bạn, nó còn khoảng 3.2V thôi. Là cái này á, nó các bạn cần phải sạc pin nè, các bạn phải kích pin lên nha các bạn. Rồi cái điện áp này nó không đủ mở nguồn, các bạn thấy không, nó tầm khoảng 3.5-3.6V mới là lên nguồn nha các bạn. Cái này có 3.2V thôi là nó không lên nguồn. Các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ bình tĩnh ở nhà. Rồi khi các bạn đo điện áp đã thiếu rồi thì chắc chắn là cái pin cái này là các bạn khẳng định là có thể là nó lên nguồn nha các bạn. Rồi các bạn có thể cặp cái này nè, các bạn cắm sạc vô cho nó kích nguồn nha các bạn. Rồi đối với trường hợp mà nó không lên nguồn á, thì các bạn cứ, đây là một cái mainboard của mình ha, các bạn cặp vô bình thường. Rồi các bạn cứ lấy cục pin đó, các bạn gắn vô. Đây trường hợp không lên nguồn nha các bạn. Rồi các bạn cứ lấy một cái cục sạc của mình á, các bạn hãy dùng á, các bạn thử kích nguồn cho nó, rồi sạc pin cho nó. Đây, mình sẽ về một cái đầu sạc micro USB nha các bạn. Rồi coi cắm như thế nào. Rồi các bạn thấy không, lên nguồn nha các bạn. Ok, đang sạc pin nè các bạn. Đó, nó đang lên nguồn sạc pin nè các bạn. Vậy là mình đã cứu thành công cái điện thoại mà bị mất nguồn nha các bạn. Nó bị vô nước á, nó mất nguồn do sạc ha, do hết pin á. Nè, nó đang sạc pin nè.
Còn trường hợp mà trong một thời gian mà các bạn xài á, các bạn kiểm tra cho mình, nếu mà cái điện thoại này á, nó hao nguồn hơn lúc đầu á, thì khả năng á, nó bị rò rỉ linh kiện, thì các bạn có thể đem ra mấy cái trung tâm bảo hành sửa chữa điện thoại di động á, cửa hàng á, rồi nó sẽ thợ bên đó nó sẽ khắc phục cho các bạn nha. Nó sẽ dùng cái máy cái cấp nguồn nè, nó đo sẽ đo dòng lên, nó coi khoảng bao nhiêu nha các bạn. Ở đây mình nói sơ qua trường hợp á mà cái điện thoại của bạn nó hao nguồn á, thì các bạn lấy một cái cho mình một cái máy cấp nguồn, rồi các bạn cứ cặp vô ha, các bạn cứ đo pin coi cái điện thoại của mình nó có ăn dòng không nha các bạn. Ở đây mình chỉnh cái mức về cái mức 3.7V. Rồi mình cặp nguồn vô, mình sẽ đo cái chân mát, nó thì bạn cặp tùy ý nha các bạn. Ngay cái siêu á, siêu là mát, hoặc cái ổ sim nè. Rồi chân dương á, ở đây chân dương các bạn cứ chấm vô đây, hoặc không có thì các bạn cứ đỡ trên đây nè các bạn. Các bạn lấy một cái sườn này nè, để các bạn cặp cho dễ ha. Ở đây chân âm chân dương, cái bộ nguồn này nó cũng thay cái pin nha các bạn. À, các bạn cặp vô các bạn thấy không, đây là cái dòng á, các bạn nhìn thấy y á, nó bằng không, cái dòng bằng không là tất nhiên là không bị chạm trước nha các bạn. Các bạn bật nguồn lên rồi, ở trường hợp nào mà mấy các bạn anh em mà thợ bọc á, có ở nhà có trang bị cái bộ nguồn này á, thì các bạn có thể test được cái dòng luôn của nó luôn nha các bạn. Còn nếu chưa pin này là các bạn chỉ còn sạc lại là ok. Rồi các bạn chờ cho nó chế độ sleep mode, là chế độ tắt màn hình đó, coi cái dòng của nó bằng không luôn nha các bạn. Trường hợp bằng không là ok. Rồi các bạn thấy không, cái dòng của mình đó nó sẽ bằng không, không biết các bạn thấy rõ không, đây nãy nó về không nữa, bạn là ok nha. Vậy là cái mình đã cứu sống thành công một cái điện thoại nó bị vô nước nha các bạn. À, còn lại cái vấn đề còn lại của bạn là kiểm tra pin cho mình thôi. Cái khả năng thành công rất cao nha các bạn. Cái thời gian mà các bạn mà xử lý từ khi cái máy các bạn bị vô nước á, đến khi mà các bạn hút ẩm được á, là nó nói chung là càng sớm càng tốt nha các bạn. Chứ bạn để càng lâu á là nó bị oxy hóa ra ten á, nó sẽ gây ra hiện tượng chậm. Rồi, như vậy là các bạn đã cứu sống thành công cái điện thoại bị rớt nước nha. Rồi, các bạn lưu ý cho mình á, cái trường hợp này á, là đối với những cái trường hợp mà máy có mấy cỏ, mấy cùi bắp nha các bạn. Còn đối với trường hợp mà cái máy của mình á, các bạn xài smartphone á, thì các bạn xử lý như thế nào? Như cái máy cái iPhone á, hoặc là cái máy Samsung, khi mà bạn rơi vô nước á, thì mình sẽ xử lý như thế nào? Đây, mình sẽ nói đối với cái dòng smartphone hiện tại á, như iPhone, Samsung, Nokia, nó bây giờ hiện tại nó đều có tiêu chuẩn kháng nước như IP67 và 68. Thì ví dụ như dòng Samsung, như đối với cái Samsung S8 hoặc S8 Plus đó, thì nó cái tiêu chuẩn của nó cái tiêu chuẩn kháng nước của nó là IP68 nha các bạn. Còn đối với iPhone á, iPhone mà dùng người ta sử dụng iPhone 7 á, thì cái tiêu chuẩn kháng nước của nó là IP67 nha các bạn. Thì tùy theo cái model mà nhà sản xuất người ta đưa ra, nó có tiêu chuẩn kháng nước như thế nào, 67 hay 68. Thì đối với những dòng này á, các bạn yên tâm một phần nào nha, khi mà nó bị rơi vào nước. Còn trường hợp á, mà đối với dòng smartphone nó không có cái khả năng kháng nước, là đối với khi trường hợp mà cái màn hình á, ở trên đây mà nó vẫn cái màn hình nó còn lên nguồn nha các bạn. Khi mà những cái màn hình này nè, nó sáng. Khi mà chợ mà nó bị rơi xuống nước á, mà các bạn vớt lên nó, các bạn thấy cái màn hình này nó còn sáng á, thì bạn nhớ bấm cái nút power key tắt nguồn để chuyển vào cái chế độ sleep mode nha các bạn. Thì tại vì á, chế độ sleep mode là nó sẽ ngắt cái dòng điện
hoạt động trong cái màn hình này, nó không cho, nói chung là mấy cái tác vụ bên trong như xử lý như các bạn đang chơi game hay nghe nhạc gì đó là nó tắt hết, tắt cái màn hình này nè. Nên cái dòng điện á nó sẽ hoạt động bên trong cái điện thoại di động nè, nó rất thấp, nên các bạn cứ tắt khi mà trường hợp nó sáng màn hình như vậy nè, các bạn cứ nhấn power key. Còn không á thì các bạn có thể, nếu mà trường hợp mà ổn định thì các bạn tắt nguồn luôn nha các bạn. Các bạn nhấn nút nguồn nè, các bạn tắt nguồn luôn nha. Rồi sau đó các bạn tiến hành, các bạn mở máy ra, các bạn xử lý, kiểm tra mainboard y như cái tương tự như hôm nãy. Khi mà chúng ta mà sửa chữa, kiểm tra một cái máy cùi bắp như thế này, các bạn cũng kiểm tra cái màn hình nè, còn mainboard nè, làm cái bước tương tự như trên nha các bạn. Rồi, còn để mà cái dòng smartphone hiện tại á thì nó sẽ có hai cái cách mở máy. Thứ nhất á, nó thiết kế nè các bạn. Cái đường viền bên đây nè, nó thiết kế phía sau cái nắp lưng nha các bạn. Còn cái phía cái một phần thứ hai, đa phần nhiều bây giờ là nó thiết kế là mở máy á, phía trước mặt là chính là cái màn hình này. Thì để mà mở mấy cái dòng smartphone như vậy á, là mấy phía này nè các bạn, nó sẽ dán ron nha các bạn, dán ron mà keo á để dán cứng. Thì các bạn có thể dùng máy sấy tóc, các bạn khò cho nó nóng, rồi các bạn dùng cái lưỡi dao lam nè, đây các bạn dùng cái máy sấy tóc nha, các bạn bật lên các bạn cho hơi cho nóng. Là trường hợp này á, là cái trường hợp này một là tắt nguồn, hai là tắt màn hình nha các bạn. Đó các bạn, không còn tắt bụi đụng chạm gì đó nữa, các bạn khò cho nó nóng đi. Sau khi khò cho nó nóng, các bạn lấy cái lưỡi dao lam này các bạn này thử. Tại vì các bạn không biết á, thì các bạn có thể lên mạng các bạn xem cái cách mở máy như thế nào nha các bạn. Để các bạn mở cho đúng ha. Đó các bạn mở từ từ thôi, nó mở phía trên đó. Đó rồi các bạn tách ra rồi các bạn tháo cái màn hình rồi cái mainboard này các bạn kiểm tra tương tự như thế này nha các bạn. Rồi sau khi á mà các bạn tháo ra thì các bạn kiểm tra nó lên nguồn ok, nó lên màn hình này ok nha các bạn. Thì các bước làm tương tự như cái máy cỏ, máy cùi bắp như thế này. Thì các bạn mua cho mình một cái keo dán ron á, hoặc là các bạn ra ngoài các bạn, nói chung các bạn làm ở nhà thì cho nó quen, chứ các bạn ra ngoài tiệm người ta cũng làm cho bạn, nhưng mà các bạn không biết cái cách làm thì các bạn ra ngoài các bạn mua cho mình cái keo dán ron điện thoại á. Đây nè, sau khi bạn làm xong á thì dùng một hai cái keo dán ron nè, loại B7000 hoặc là E8000, hai loại này nha các bạn, một trong hai loại này nó dùng để dán ron điện thoại nha các bạn. Trường hợp các bạn mở ra các bạn hư hỏng hoặc là ép kính á, sau khi dán á, thay pin á, thì các bạn dùng một trong hai cái loại này, B7000 hoặc E8000 để dán lại ron điện thoại nha các bạn. Thì cái cách dán ron này cũng dễ thôi. Các bạn cứ lấy cái đường viền nè, các bạn tách ra thì các bạn lấy đường viền, các bạn lấy cái tiếp kem á, dán keo các bạn dán xung quanh, nhớ dán vừa phải nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng dây thun á, sau khi dán cho nó ép kính á, kiểm tra bo cho nó ổn định nè, rồi các bạn ép dính vô, là các bạn dùng dây thun các bạn cột nha, cột như vậy nè, cột từng cái một cái. Đó, nói chung các bạn á, mở ron mở keo ra rồi thì các bạn phải tra, khi mà các bạn ráp giờ các bạn gắn vô y hệt như vậy, các bạn lấy dây thun các bạn buộc chặt lên nha các bạn, rồi cho khoảng đỡ tầm khoảng 30 phút sau á nè, các bạn buộc trên buộc dưới nha, nói chung cho buộc cho nó kỹ cái điện thoại của mình á. Các bạn buộc càng nhiều càng tốt, như mấy cạnh này, cái viền này nè, khoảng tầm 30 phút sau hoặc là gần một tiếng sau á, là cái nói chung các bạn để 30 phút là nó đã khô rồi. Thì các bạn nói chung các bạn để lâu càng tốt, keo nó khô, cái ron nó khô, kết dính là nó kết dính được cái màn hình với cái thân máy này là nha các bạn. Thì nói chung cách làm cũng dễ, các bạn có thể tham khảo trên mạng cũng được. Thì cái cách mà các bạn trường hợp mà các bạn ép kính á, hoặc là các bạn thay màn hình á, thì nói chung thay pin thì cũng làm tương tự. Thì nói chung cách làm này cho mấy anh em thợ bọc á, các bạn nên mua cái loại keo
B7000 và E8000 cho mình. Đã kêu dán rau điện thoại các bạn. Đó. Thì đối với những cái dòng smartphone đó mà nó không có khả năng chống nước á, thì mình sẽ làm như thế này nha các bạn. Còn những cái trường hợp mà cái máy smartphone mà nó có nắp pin không thì các bạn cứ tháo ra bình thường. Tháo nắp pin ra rồi kiểm tra y như tương tự như cái máy cùi bắp, máy cỏ này. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì đó, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.